Thanh Vy kính chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, vậy là bộ phim Có hẹn với yêu thương đã bước vào những nội dung kịch tính của phần sau. Khi Dĩnh tập trung làm việc, chín chắn và trưởng thành hơn, thì cũng là lúc cô bạn thân của Dĩnh là Xuân rơi vào bẫy tình của Phúc. Cùng lúc này, Mai phát hiện ra Phúc vốn nhiều thủ đoạn nên đã tự động giữ khoảng cách. Anh ra đi! Anh bước ra khỏi phòng tôi! Anh bước ra đi! Cô nên nhớ, vị trí của cô ngày hôm nay là do ai đưa lên? Cô dám đối xử với tôi vậy hả? Uống nước phải nhớ nguồn chứ! Chính sự xa cách của Mai đã khiến Phúc tức giận và quyết định hãm hại Dĩnh và Xuân trong một kế hoạch xuất khẩu nông sản. Chưa ai dám từ chối tình cảm của thằng Phúc này. Tôi quyết trao cơ hội cho Xuân và Dĩnh. Tôi sẽ đề xuất chính thức và báo cáo việc này lên cấp trên. Tôi chỉ là cái nhân viên ở kho đi giao hàng này nọ, ở sắp xếp trong kho thôi. Chuyện lớn vậy sao dám nhận? Cái dự án này mình cần kinh phí rất là lớn luôn á anh. Với lại là cái thị trường này là lần đầu tiên mình tham gia, thì mình cũng không thể nào loại trừ những khả năng rủi ro. Diễn biến song song với tuyến các nhân vật trên là tuyến Trung, Trúc và bà Bảy. Họ là những người bạn, người hàng xóm cùng đồng hành với Dĩnh, Xuân và Mai. Tuần qua, quá trình Trung chinh phục Trúc, sự rung động của đôi trẻ và hành động ngăn cấm của bà Bảy cũng tạo nên nhiều phân cảnh hài hước cho phim. Lưng dài vai rộng không lo làm ăn ha. Già đầu rồi bây giờ mặt trời lên đỉnh đầu rồi ha. Mà bây giờ mày... Phim trên truyền hình Vĩnh Long kỳ này, Thanh Vy xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ hai mẹ con của Trúc, đó là diễn viên Phi Phụng trong vai bà Bảy và Kim Ngọc thể hiện vai Trúc. Họ có rất nhiều câu chuyện thú vị trong quá trình ghi hình, sẽ chia sẻ cùng quý khán giả ngay sau đây. Phi Phụng và Bùi Lê Kim Ngọc xin kính chào quý vị khán giả. Kim Ngọc nghe nói là được quay với má Phi Phụng, Kim Ngọc vui lắm. Suy nghĩ thấy một cái tạo hình nào để ấn tượng. Sao con không chịu nói để má con mình giống nhau? Cái này đó là lấy đồ của con gái đó nè. Con đã phải trằn trọc suy nghĩ đêm qua con tạo hình sẵn luôn. Con hỏi con của con ơi con thấy cái này đẹp hơn hay cái kia đẹp hơn? Cái con của con kêu mẹ phải gắn hai con bướm mới đẹp. Trời ơi cái này nó khác chứ sao giống con Trúc được? Tại vì nhà bà Bảy cũng đâu có giàu. Còn cái này là cái kiểu này là model bây giờ nè, quá trời màu sắc này. Hôm nay về là má đơn giản đó. Chứ bình thường là má có những cái đôi bông mà đủ màu luôn. Con nghĩ là má phải gắn bông đủ màu này kia như mọi lần, nên con mới gắn trên đầu như thế này. Hai mẹ con thì giống như là một cái điểm rất là màu mè của bộ phim. Nếu như mà thiếu hai cái sắc màu này thì chắc cũng là bộ phim cũng không được hay lắm. Bộ phim Có hẹn với yêu thương là Kim Ngọc đã, con đã xin thầy từ rất là lâu rồi. Ồ, vậy hả? Dạ, và con có nói với thầy là thầy ơi, em về Việt Nam và cho em xin một cái bộ phim để trở lại với quý vị khán giả, mà nhất là đặc biệt là quý vị khán giả đài truyền hình Vĩnh Long. Cả nhà ơi, người này là định cư bên nước ngoài á, mà tối ngày cứ ở bên đó là buồn rồi sao đó. Rồi không biết cái tiền nó có đủ nó mua vé máy bay nó về. Bay qua bay lại mới đủ tiền máy bay. Nói chung là đam mê. Có đứa con mà không có nhờ cậy gì được trơn trọi. Trời nó làm bả thì lánh lẹ, buôn bán lánh lẹ, sởi lợi. Còn cái đứa con gái trời ơi kia nó làm trần ai khoai củ. Bà rề cái này, bà rề cái kia riết thôi. Mà đi, ê tôi làm cho rồi. Mệt quá. Con này thiệt tình. Tại má không rửa. Tao rửa hả? Tao mắc làm mà, mày phải rửa chứ. Còn ở đó son sỏn nữa. Khổ ghê luôn. Hôm nay anh đỡ hú mũ đi, cảm tô hấp luôn cho khỏe. Nhưng mà khúc sau con cũng đỡ chứ bộ. Thì nói chung là con cũng cái hồi kết cũng có tốt đẹp chút xíu. Thật ra má có nhiều cảnh quay mà không có má lắm, con đau khổ lắm má. Là con đau khổ với Trung lắm. Là quay những cái cảnh mà kinh khủng lắm. Tai nạn té rồi tùm lum, để con kể cho má nghe với lại quý vị khán giả nghe. Để rượt đuổi. Tại vì lừa đảo mà, lừa đảo tiền của gia đình mình đúng không má? Cả xóm luôn. Cả xóm luôn là phải rượt đuổi lấy tiền lại cho bằng được mà rượt đuổi nha, ta nói. Đầu tiên là đụng vô nguyên một bà bán đậu hũ. Trời ơi, trời đất. Là nguyên ngày đó là đoàn phim ăn đậu hũ nha mọi người. Đậu hũ thiệt á má. Thì biết mà biết. Đụng sao đó con cũng không biết nữa mà con bay lên cái cây luôn. Wow. Cái chân á là phải lội lên trên đây vậy nè. Đó cái đầu thì một bên một phía vậy đó má. Đó không có má là đời con khổ vậy đó. Cái chân. Con là ốm yếu nè chứ gặp mà người cỡ như má mà bay lên đó trời đất ơi chắc rớt xuống như trái mít rụng quá.
Giai bà bảy hủ tiếu này là ngày nào đó là mấy đứa mà thiết kế đó nó cũng mua hủ tiếu rồi nó mua xương vậy, nó hầm từ sáng tới chiều luôn. Trời ơi mà cực, mình cực lắm tại vì mình để ở trong cái chỗ mà mình để mình nấu cho mọi người đó, khói á. Trời ơi, củi đó, gói đó bài cay mắt muốn chết mà phải vui vẻ mà buôn bán. Con thấy có cực mà vui tại vì đúng con rồi. Ăn thiệt. Thì đúng rồi, ăn thiệt nhưng mà nói chung là quay phim ăn không có ngon lành đâu cả nhà. Biết sao không? Tại vì quay tới quay lui mà. Ăn rồi chút nữa bỏ xuống nghe, ăn phải đúng rất co. Chứ ăn hết là nó sai rất co rồi. Nên là ăn rồi chứ ăn mà cũng như chưa ăn. Ủa, hai đứa dạ. Quen nhau hả? Bạn. Bạn hả? Dạ. Bạn. Bạn. Nãy giờ không chịu nói. Dạ. Mẹ con, ăn hủ tiếu đi. Ủa? Xuống ăn đi con. Dạ. Ôi, hủ tiếu đẹp quá vậy. Lần đầu tiên tôi mới nghe ăn hủ tiếu mà đã thấy hủ tiếu nó đẹp. Ủa, sao hủ tiếu còn ăn nữa? Người sẽ còn có ăn nữa hả? Người đâu không ăn, trời thằng nó chịu cười. Dạ. Từ từ con, để cho bà ăn sao hối vậy? Dạ, con ăn. À, trong phim là có cái quầy của bên chị Đại Ngọc Trâm á, là quầy bán tạp hóa, mới nhớ không? Đúng. Nhà bán hủ tiếu nhưng mà qua bên đó dứt bánh tráng trộn ăn nha. Dứt bánh tráng nè, dứt nước ngọt hả má, dứt nước ngọt là uống nè, rồi mấy cái bánh mà bánh tuổi thơ đồ này nọ là uống. Ngon hơn. Ăn ngon hơn. Dạ má, cho miếng coi. Nè. Gan quá ha. Mày lén lút đi ha. Đứng lại chưa? Đứng lại chưa? Ê. Đút nhau đồ ha. Còn con kia, trốn. Dạ, ăn đi dạ. Trời ơi, ngủ dễ sợ không? Trời ơi, tôi là má nó mà không bao giờ nó đút cơm cho tôi ăn. Bây giờ nó gặp ra nó đút cho trai ăn vậy đó. Cái cảnh mà mọi người cũng như là tổ chức cái gì, cái buổi hội chợ đó. Buổi hội chợ, đúng. Bây giờ mọi người có quyền ăn á. Quyền ăn nhưng mà ai cũng ăn cái hội là ê đừng ăn nhiều quá hết đồ. Ăn nhiệt tình, rồi như là ai cũng tình. Ăn nhiệt tình rồi những người đóng vai phụ cũng vậy á, thấy mình ăn cũng ăn cái ê ăn bớt lại. Tại vì cái dạng đó dạng như trưng bày mời mọi người vô ăn thử mà phải có nhiều ăn riết hết luôn. Tính cách bà Bảy thì bà Bảy là cái người cũng là ở trong cái khu đó là khu nhà trọ ha, cũng là những người dân lao động thôi, mà nói chung là bà Bảy mà biết là cả thế giới đều biết đó, là hiểu không? Tính ra vậy là không có nhiều chuyện. Không có, nhưng mà dạ. Biết chuyện nhiều thôi chứ mình không hề nhiều chuyện hay con. Ở trong khu xóm đó thì bà giống như là một cái đài phát thanh vậy đó, như cái loa đó. Thì ở ngoài đời cũng vậy, trong cái xóm thế nào cũng có cái người chuyên môn phát thông tin những cái gì trong xóm xảy ra, ai ra ai vô, ai về quê, ai lên ngày nào giờ nào, xách cái gì theo báo biết hết. Nhân vật như vậy thì quá nhiều thông tin đối với bạn, cho nên là bà phát ra câu nào đó là nó có vấn đề. Ví dụ như là khi mà ông bốn với bà tám, hai người bằng đồ cặp đi tập thể dục là bà khó chịu liền, tại bà không được vậy. Trên bả là người đầu tiên là khó chịu mà rủ theo cái đám mấy đứa nhỏ nữa. Hai chồng già mày đặt mặt đầu cặp đồ. Một hủ tiếu khô bảy ơi. Không bán. Vậy thôi. Sao? Khó chịu. Nói chứ ngồi đi. Cái gia bà Bảy này á là hồi xưa bị chồng phụ, cho nên nhìn thấy đàn ông ghét lắm. Mà thấy ai có đôi có cặp mà lớn tuổi cũng ghét lắm. Trời ơi, ta nói trời ơi. Đẹp rạng ngời luôn trời ơi. Nãy giờ tao thấy tao nổi da gà hết trơn rồi nè. Da của đế trơn là chuyện khó con. Ừ đúng rồi. Trời ơi tao ngán muốn chết mày ơi. Không phải vì Bảy khoe chứ hồi xưa cái xóm này nha, thanh niên mà theo Bảy đứng cả cây số, tao đâu có thèm đâu. Trời ơi, giờ ngán đàn ông rồi. Bây giờ niềm vui là con cái mình thôi. Mà giờ kỳ cục chết già rồi mà, giữa thanh thiên bạch nhật chứ phải không có ai. Muốn âu yếm thì vô chỗ nào khuất mắt đi. Già không nên nết nhìn chướng mắt. Sao mặt nữa? Tụi con nghe nhạc quán ăn nha mày. Tao để ghế đây, tao leo lên tao làm xiếc. Xiếc khỉ. Do đó khi mà đứa con mà nó yêu là bà không chịu rồi. Tại vì cha mày còn phụ bạn tao mà huống gì người khác. Cho nên là cấm đoán. Một phần nữa là vì thiếu niềm tin vô cái đám trẻ,
bây giờ nó lừa là lừa đảo nhiều quá, cho nên là khi mà hai đứa tới nhau là bà phải hiểu rõ đã. Chưa biết rõ con nhỏ này nó yêu rồi, cho nên bà cấm. Cấm là mà không phải là bà cấm là vì cá nhân bà, mà bà vì đứa con. Bà sợ đứa con dẫm vô cái bước đường của bà, cũng giống như bà là bị bỏ ruồng bỏ rồi này kia nọ được không hạnh phúc. Rồi, mày muốn đó hả? Mày còn ấm nó chạy vòng vòng nữa hả? Thằng tao xuống không? Ai con gái tao xuống thằng kia? Trời ơi, khi biết con gái tôi mà có bồ chu cha, mà cái người đó là cái người mình đặt ông ưa nữa rồi, thấy không con? Tại vì nó là nó cũng như là nó lừa gạt. Trời ơi, có nghĩa là bà bán hủ tiếu mà chanh nè, ớt nè, trời ơi, bà xả. Vậy con. Nhưng mà được cái đẹp trai mà má. Ồ, con này nó mê trai tới ớn luôn, không giống mẹ nó chút xíu nào trơn trọi à. Chưa chắc rồi nha, nhiều khi không biết khúc cuối có ai biết mê trai không ha. Chưa biết nha. Hạ hồi phân giải ha. Dạ. Đẹp. Con nói câu này làm thức ghê. Nói chung là phụ nữ là phải đẹp đúng không? Đúng rồi. Nói chung là bà này mặc dù có nhiều chuyện nhưng mà cũng tốt. Thí dụ ai thấy ai khổ sở thì bà cũng giúp đỡ thôi. Nói chung là mình là cũng như người miền Tây đó con. Dạ. À, nghĩa ăn to nói lớn rồi thẳng tính nữa nè. Thương thì thương mà ghét cũng là chửi thẳng ngay mặt luôn đó. Dạ. Không có sợ người ta giận hờn gì hết. Chém tuôn bắt chước giao thớt đại pháp. À còn cái món. Dạ. Má. Chưa, nói thôi chứ chưa. Dì Bảy. Đòi nợ tới nơi. Đúng tới nơi, trời ơi, thiếu nợ tôi mà không trả coi. Trời đó coi. Từ nghĩa là chân trời có biển tôi phải tìm tới thì tôi đòi cho bằng được đó. Bởi vậy mới có xảy ra cái chuyện rượt đuổi, đụng tàu hổ, đụng tùm lâm tùm la đó. Nói chung là rốt cuộc kết thúc cũng có hậu. À. Kết thúc thì tôi cũng có chút xíu tình yêu chứ vợ. Có tình yêu với ai ta? Chờ đi, mọi người nói là hết hay. Nhưng qua sự hài hước của hai đứa thằng Trúc với thằng Trung á, là thách thức đóng á, thì nó làm cho bà càng ngày càng hiểu ra và có người tốt chứ phải không đâu, nó có xấu đó nhưng mà té ra nó cũng được, thôi mình chấp nhận cho cái hạnh phúc của tụi nó. Và cuối cùng là bà đâu có xấu đâu, tính bà cũng không có xấu, bà chỉ cấm là vì bà sợ đứa con nó không hạnh phúc thôi. Và cuối cùng thì qua cái thành thật của bạn thách thức trong vai Trung á, thì là bà chấp nhận hai đứa yêu nhau. Còn về phần nhân vật Trúc á, thì Trúc trưởng thành hơn rất là nhiều. Trúc cũng biết làm sao mà cách kiếm tiền để phụ gia đình nè, buôn bán. Rồi cũng cải thiện hơn là từ một cái đứa mà rất là chậm chạp, lanh lẹ. Thì mỗi lần mình đi đâu mình nghe, thí dụ như cái nhân vật của mình á, kêu mình bằng cái tên nhân vật á, mình thích dữ lắm luôn. Có nghĩa là mọi người cũng đang theo dõi phim Việt và biết cái mình đóng cái vai gì để mà kêu cái tên đó. Vì Phụng rất là thích. Và quý vị ơi, nhớ nha, đừng có bỏ lỡ nha, đừng có bỏ lỡ một phút giây nào hết trơn. 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình 51. Bộ phim Có hẹn với yêu thương. Chào. Thưa quý khán giả, bà Bảy và Trúc là hai nốt nhạc vui cho tổng thể bộ phim Có hẹn với yêu thương, thêm hài hước và dễ thương. Điều này cho thấy mỗi diễn viên đã làm tốt vai trò của mình để mang đến cho quý khán giả những nội dung hay nhất, tốt nhất và ấn tượng nhất. Chúng ta hãy cùng chờ xem về sau khi Trúc và Trung thành một cặp thì sẽ còn chuyện gì xảy ra và một nửa của bà Bảy sắp xuất hiện là ai. Quý khán giả đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của Có hẹn với yêu thương nhé. Chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây là kết thúc. Thanh Phi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.